Mình xin hướng dẫn hand reset Oppo Mirror 5. Đầu tiên là mình sẽ nhấn giữ phím giảm và nhấn giữ phím nguồn. Sau khi máy rung lên thì mình sẽ buông phím nguồn ra và giữ phím giảm. Rồi, khoảng 3 giây thì nó sẽ lên được cái giao diện này. Đến đây mình có thể cảm ứng trên màn hình luôn, mình chọn tiếng Anh. Qua data and get. Qua data and get. Và mình chọn yes. Lúc này mình chỉ cần chọn reboot lại hệ thống. Máy sẽ tiến hành khởi động lại và mình sẽ hoàn tất được quá trình hand reset của máy này. Đây là bước vào để sử dụng lần đầu của Oppo Mirror 5. Mình chọn là ngôn ngữ là tiếng Việt. Tiếp theo. Rồi, mình sẽ vào cài đặt. Giới thiệu về điện thoại R3001.